Tất cả những gì cậu ấy làm đều không vì bản thân. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi, hỗ trợ Hà Nội Buffaloes bằng mọi cách. Và hơn cả, đã nỗ lực phát triển cộng đồng bóng rổ. Tôi tự hào có một người bạn như vậy. Đều đặn các tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, Tú Đen lại có mặt ở nhà thi đấu trường Đại học Y Hà Nội để chơi bóng cùng các anh em trong câu lạc bộ Ba Đình. Gắn bó với bóng rổ đến nay đã gần 20 năm, nhưng có lẽ không nhiều người biết xuất phát điểm của Tú Đen là một vận động viên điền kinh cự ly ngắn từng giành huy chương bạc giải trẻ thành phố hè năm 1998. Dù không theo điền kinh, nhưng khả năng bứt tốc đã hỗ trợ anh rất nhiều trong các pha phản công nhanh lên điểm. Bên cạnh đó, vóc dáng nhỏ bé đã giúp Tú Đen vận dụng rất thành công chiêu thức Eurostep và tạo dấu ấn riêng với những cú ném bằng cả hai tay. Đầu tháng 10 năm 1998, khi đó mình đang là học sinh lớp 10 trường học Trần Phú, thì một cơ duyên gặp được một người thầy, có lẽ là một người thầy quan trọng nhất đối với Tú tại thời điểm tại khi biết đến bóng rổ, đó là thầy bác Cao Toàn. Thời đó là bác là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Hà Nội. Lần đầu tiên đập vào mắt tôi tức là gì, một cậu bé rất là nhỏ hay đánh chung với các bạn nữ, và tôi mới hỏi là không hiểu tại sao mà Tú lại có thể sử dụng cái kỹ thuật ném bóng rổ của các bạn nữ như vậy. Tú ném 3 điểm hay là ném trung bình đều dùng hai tay đẩy. Tuy nhiên cái cú ném 3 điểm đấy của Tú về sau thì nó đã thành thương hiệu. Nó thành thương hiệu đến mức mà khi mà bất cứ một cầu thủ nào ra kèm Tú Đen ở vị trí đấy thì chỉ một tích tắc thôi là Tú lắc qua người và có thể lên rổ ngay được. Tốc độ là cái sở trường của Tú. Với những kỹ thuật sở trường, Tú Đen nhanh chóng trở thành một tay ném đáng gờm sau khi gia nhập câu lạc bộ Ba Đình năm 2000. Liên tiếp trong 2 năm 2006 và 2007, Tú Đen cùng Ba Đình đứng ở vị trí cao nhất của bóng rổ Hà Nội, rồi Á quân giải câu lạc bộ năm 2008. Tiếp đó là vô địch giải Hà Nội Basketball League 2011 và 2014. Riêng năm 2014, Tú Đen đã lập kỷ lục tại HBL với danh hiệu MVP, cầu thủ xuất sắc nhất giải khi đã ngoài 30 tuổi. Từ 2015 đến 2017, Tú Đen đều góp công đưa đội lão tướng Ba Đình vào chung kết và xuất sắc lên ngôi vô địch năm 2016. Sẽ chẳng quá lời khi nói Tú Đen là người anh cả, đã góp công lớn tạo nên lứa 87 vàng của Ba Đình, là một trong những nhân tố chính giúp câu lạc bộ trở thành đội bóng rổ giàu truyền thống bậc nhất tại giới không chuyên Hà Nội. Anh Tú là một người phải nói là đam mê bóng rổ, và anh Tú là một đàn anh lớn trong là bóng rổ Hà Nội cũng như là bóng rổ miền Bắc nói chung. Trong những ngày đầu tiên mình chơi bóng rổ thì anh Tú là một thần tượng thời thanh niên. Khi mà mình chân ướt chân ráo vào tập bóng rổ trên sân mùng 10 tháng 10, được chơi với anh đến giờ cũng ngót nghét gần 20 năm. Anh em trong đội bóng rất là quý mến Tú. Tú được cái rất là nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của đội. Hết mình vì đội bóng, cũng xây dựng phong trào bóng rổ cho Hà Nội rồi là cho đội Ba Đình nói riêng. Mình với Tú Đen thì quen đến bây giờ cũng phải mấy 4 năm rồi. Thì mình với anh Tú thì thực ra là chơi cùng đội bóng rổ với nhau, tuy nhiên thì không chỉ có tình đồng đội đâu, mà ngoài ra thì cũng có tình của thầy trò nữa, bởi vì là anh Tú cũng là một trong những người đầu tiên dẫn dắt mình chơi bóng rổ và huấn luyện đội trẻ Ba Đình từ năm 2004-2005. Ở cuộc sống bình thường thì anh Tú cũng như là một người anh cả của một lũ em, những đứa em sinh năm 86-87, lứa tuổi của mình, thì anh Tú là chăm lo rất kỹ càng đến đời sống, đến tâm tư và rất nhiều chuyện tình cảm của bọn mình nữa. Đây là một điều khá thú vị mà anh Tú, người anh cả, đã mang lại cho bọn mình. Để gây dựng được một câu lạc bộ Ba Đình mạnh và đều đặn đến như bây giờ thì không thể phủ nhận công sức của Tú Đen được. Các bạn đấy duy trì câu lạc bộ này có lẽ là cũng khoảng 15 năm rồi. Tôi cảm giác được đấy là cái lửa mà Tú Đen đã truyền cho tất cả thế hệ sau này để duy trì câu lạc bộ Ba Đình đến như bây giờ. Họ liên tiếp vô địch những cái giải như giải lão tướng. Đó là một cái câu lạc bộ có nền móng, có nền tảng thực sự. Không chỉ gắn bó với Ba Đình, Tú Đen còn là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của phong trào bóng rổ không chuyên suốt những năm vừa qua. Bên cạnh vị trí vận động viên hay huấn luyện viên, anh và những người bạn đã xây dựng được một hệ thống các giải đấu không chuyên cho bóng rổ thủ đô như Hà Nội Basketball League
hay cúp các câu lạc bộ Công Trường Hà Nội. Đây là hai sân chơi đã góp phần tôi luyện được những cái tên sáng giá nhất trong đội hình của Hà Nội Buffaloes. Ngoài ra, Tú Đen cũng nổi tiếng trong giới bóng rổ với những bài recap, cập nhật thông tin cũng như phân tích đa chiều các vấn đề xoay quanh trái bóng cam. Ngay cả bản thân mình hay như tất cả những người chơi bóng rổ Hà Nội thì cũng không thể nào mà không nhắc tới những công lao và đóng góp của anh Tú Đen trong giới bóng rổ Hà Nội. Tú là một con người có thể nói là rất nhiệt huyết về bóng rổ, rất yêu bóng rổ và Tú cũng là người góp phần đóng góp cho cái phong trào bóng rổ được mạnh lên như bây giờ và bản thân cũng là người rất có tiếng nói trong làng bóng rổ. Có lẽ không riêng gì Tú mà những người làm bóng rổ của Việt Nam nói chung đang hướng tới sẽ cố gắng để bóng rổ là một môn thể thao phát triển số 2 tại Việt Nam. Phải nói rằng bóng rổ giúp con người ta cải thiện rất nhiều về những ý chí vượt qua những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa nó dạy cho Tú trưởng thành hơn trong lối sống, trong suy nghĩ, trong tư duy cũng như là trong cuộc sống Tú vận hành vào công việc kinh doanh. Trong giới bóng rổ Không Chuyên Hà Thành, gần như ai cũng biết đến cái tên Tú Đen với nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy phong trào bóng rổ phát triển. Nhưng bên cạnh những công việc làm giàu trăm họ ấy, thì hình ảnh Tú Đen trong vai trò một ông chủ nhà hàng chắc không nhiều người biết. Chính nhờ công việc kinh doanh ổn định nên Tú Đen mới có đủ điều kiện và khả năng để dồn hết tâm huyết cho niềm đam mê lớn của cuộc đời. Tú là con người của thể thao, Tú đam mê và Tú muốn cái bộ môn mà mình đang theo đuổi phát triển. Thì Tú bằng cách này hay cách khác tận dụng cái tâm huyết, cái sự đam mê của mình vào cách mình làm. Có thể là vận động viên, có thể là huấn luyện viên, hoặc là có thể là một người thầy đứng lớp để truyền đạt lại cho các con. Sau 10 năm ấp ủ ước mơ, cuối cùng Tú Đen cũng đã có được cho riêng mình một lớp dạy bóng rổ và kỹ năng sống dành cho các em nhỏ trong năm 2017. Học viên của lớp thường từ cấp 1 đến cấp 3, tới từ nhiều trường khác nhau, nhưng cùng có chung sở thích với trái bóng cam. Đều đặn 2 buổi một tuần, các em lại có mặt tại nhà thể chất trường Trung học Phổ thông Chu Văn An để cùng thầy Tú tập luyện cũng như trao dồi những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Con cảm thấy học thầy Tú rất là vui ạ. Thầy có nhiều bài học hay giúp có thể phát triển về thể chất cũng như là kỹ năng chơi bóng rổ. Và con chọn thầy Tú là bởi vì con cảm thấy thầy là một người có khả năng truyền đạt về kỹ thuật bóng rổ tốt và cũng nổi tiếng ạ ở đội tuyển Ba Đình. Đầu tiên thì hơi nản vì tập quá nhiều vận việc lại. Sau thì con thấy cảm thấy thích hơn và yêu bóng rổ. À, thế là thầy Tú tại vì con sai cái gì thì thầy chỉ cho con cái đấy và không có quát tháo hay mắng mỏ gì nhiều và chỉ rất là tỉ mỉ. Hiện tại thì lớp của Tú thì cũng đang hướng tới các bạn trẻ, muốn các bạn có những thời gian rảnh, các bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào luyện tập thể thao để duy trì sức khỏe. Những độ tuổi đang phát triển như các học viên của lớp mình rất là nhạy cảm. Và cái việc mà có nhiều cái họ, các con về nhà có thể không chia sẻ được với cả bố mẹ. Nhưng nếu một người thầy, một người cô, thậm chí một người bạn ở lớp mà họ có thể tin tưởng được, họ có cảm giác có sự gần gũi, họ vẫn có thể chia sẻ. Và đấy là điều mà có thể nói rằng rất nhiều các phụ huynh mong muốn ở cái lớp học bóng rổ và kỹ năng sống của Tú. Và đây cũng là một điểm khác biệt so với cả các lớp khác mà Tú đã từng biết. Tới thời điểm tại thì không bao giờ Tú Đen nghĩ rằng bóng rổ không tồn tại cho con người Tú. Nó đã tồn tại 20 năm, nó sẽ tồn tại và tồn tại cho đến khi nào mà Tú còn hơi thở cuối cùng. Tú sẽ bằng cách này hay cách khác sẽ cống hiến, sẽ chơi, sẽ gắn bó với bóng rổ.